Ok, hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Raven đây. Ok, và trong cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ đập 13 phiếu hòm đồ cao cấp trong cái hòm cao cấp mới các bạn nha. Ok, thì cái hòm này thì mình thấy cái bộ đồ đỏ với lại cái mặt nạ đỏ nó cũng khá là xấu. Mình chỉ thấy được mỗi cái 3-4 món dưới đây là đồ đẹp thôi. Cái mặt nạ này mình cũng không có cần thiết nữa. Thì cái ba lô này mình nhìn thấy thì nó khá là giống cái ba lô chiến binh vũ trụ ấy, mà được cái thì nó đẹp hơn các bạn ơi. Ok, thì giờ không chần chừ nữa thì mình sẽ tiến hành mình mở luôn. Mình sẽ mở một lần một vé các bạn nha, để cho nó kịch tính. Ở dưới đây thì cũng có một vài bộ đồ, có cái dù này cũng khá là đẹp nè các bạn. Hai con kia skin AK mình phải nói với các bạn là đẹp vãi đái luôn này. Đấy, skin AK đẹp này. Ok, giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta mở luôn nha các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ làm một vài cái thủ thuật nho nhỏ các bạn ơi. Rồi, hy vọng là chúng ta sẽ ra được cái gì đó. Mình thề với các bạn luôn, mở trừ khi cái vé thứ 10 nó ra đồ thôi, chứ mấy cái vé kia nó đéo ra cái gì đâu. Mình thề với các bạn luôn, cùng lắm là ra được mấy cái đồ tím này thôi, mà đồ tím chưa chắc gì nó ra nữa các bạn ơi. Cái game này nó rất là hãm đấy. Rồi, vé thứ hai này mở biết bao nhiêu lần rồi, có lần nào mà từ cái vé thứ 9 là nó ra đồ đâu. Đấy, toàn mảnh bạc với lại ba cái quỷ sơn xịt này, chả có ra cái giống đất kìa cả. Ok, mình sẽ mở mồi trà bằng hòm vàng các bạn nha. Rồi, mình chỉ thích được cái skin AK, skin xe. Ui, 100 mảnh bạc rồi. Skin xe thì nói chung mình cũng ít có xài, tại vì mình ít rất là ít chơi mắt xa mạc, đa số mình chơi mắt xanh hóc với lại mắt tuyết thì nhiều. Rồi, mở tiếp nè. Đấy, nãy giờ vé thứ tư rồi đấy, mà nó chưa ra đồ đó các bạn. Toàn ra mảnh bạc không. Ôi dồi ôi, được. Đấy, cái đôi dài có râu vậy chứ. Rồi, tiếp tục nào. Thì mình sẽ mở hết 13 vé rồi các bạn nha. Ôi, cái gì đây. Rồi, tiếp tục. Nãy giờ như toàn ra mảnh bạc không như vậy. Rồi, cái gì đây. Ôi giời ơi, lại đôi giày. Game này chỉ như nó treo ngươi mình đấy nha. Rồi, à, còn chúng ta còn có 7 vé thôi mà nãy chưa ra được cái giống đắt gì mới luôn ấy. Rồi, cho xin một món đồ hồng coi nào. Ôi, cái quần này cũng chưa có nè các bạn. Hay cứ ra đồ chưa có đi còn đỡ hơn là ra ba cái sơn các bạn ơi. Á, ba cái sơn mình nói thật với các bạn vô dụng vãi luôn. Hồi trước ra mảnh bạc còn chơi này chơi nọ, chứ từ khi nó ra ba cái sơn mình thấy mảnh bạc còn hữu dụng hơn. Đấy, thả ít nhất ra mảnh bạc cho mình. Đấy, chúng ta chỉ còn hai lần mở nữa thôi là chúng ta sẽ được một món huyền thoại rồi. Ôi trời ơi, what the fuck. Ôi trời ơi, cái vé thứ 9 luôn các bạn ơi. Quá là tuyệt vời luôn. Vậy là chúng ta sẽ được thêm một món huyền thoại đó các bạn ơi. Đấy, mình thề với bạn luôn. Đấy, bộ đồ này nhìn cũng đẹp vãi chứ. Đấy, bạn thấy bộ đồ này. Đấy, giờ mình chỉ cần cái skin AK hoặc là cái skin ba lô thôi các bạn ơi. Trời ơi. À, tiếp tục thôi. Này, không dám mở mắt luôn các bạn ơi. Ra skin AK này. Ôi, skin AK thiệt các bạn ơi. Yes, quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ôi trời ơi. Ôi, 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 ra ngay cái skin AK quá là đẹp luôn các bạn. Lần này mình nói thật với các bạn, mở rồi mình cực kỳ mình ưng ý luôn các bạn ơi. Rồi, thì mình sẽ còn 3 vé, mình sẽ mở nốt 3 vé luôn cho các bạn nha. Đấy, giờ thiệt các bạn, giờ nó ra cái gì cũng đéo quan tâm nữa. Tại vì mình có được hai cái món mà mình rất là thích trong cái đợt hòm lần này rồi. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Thì cái đợt trước, cái đợt mà hòm Halloween ấy, thì mình mở thì nó ra một cái mũ ác quỷ. Mà thật với các bạn, nó xấu vãi đạn ra luôn ấy. Rồi, còn một vé mở luôn nha các bạn nha.
Ôi cái gì thế này? Cái gì thế này? What the fuck? Cái chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Ủa sao hôm nay mình đỏ thế nhỉ? Ôi ôi, không thấy tiền đưa luôn các bạn ơi. À, mình lại nhận được một bộ đồ quá này. Ôi giời ơi, nay cái chuyện gì đang xảy ra thế các bạn ơi? Ôi giời ơi, hình như mình được nguyên một, nếu mình không nhầm là mình được nguyên một phép luôn đấy. Cái này là bộ gì đây? Bộ vệ binh vùng bất hoang. À, một cái mặt nạ này, một cái vé hồng đồ tiếp tế cho mình sẽ mở luôn các bạn ơi. À, rất là ô tuyệt vời luôn các bạn, ngon vãi cái trưởng ra. Tại vì AK mình chưa có skin các bạn ơi. Đấy, đây để mình vô mình coi cái skin này. Nay mở mà nó bảo các bạn không ra cái skin nữa, không ra một cái sơn súng nào luôn ấy. Đây skin AK này các bạn nhìn thấy không? À, nó đẹp vãi trưởng rồi luôn này. Đó. Rồi ok, thì clip mình sẽ để kết thúc tại đây nha. Các bạn xem clip này thấy hay thì đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. À, và khi nào mà có hầm cao cấp đặc sao thì mình sẽ mở tiếp cho các bạn xem. À, xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo nha các bạn nha.